Nghe thấy bảo là cô đi tù là vì nước vì dân, thế tại sao cô lại phải cải tạo thật tốt để được ra tù nhỉ? Tại sao cô đi tù vì nước vì dân thì tại sao cô không chung thân luôn á? Hoàng Kim Dung, mình nói bạn nghe này. Bạn và tổ chức hội nhóm của bạn mong muốn chị Nguyễn Phương Hằng như thế. Bạn đừng quên, hơn 90 triệu dân của đất nước này, họ còn mong muốn bạn hơn thế nữa. Bạn nên nhớ đấy. Những việc làm thiết thực của chị Nguyễn Phương Hằng giúp đỡ nhân dân, xã hội và đất nước này mà bạn không nhìn thấy được, cho thấy là trình độ nhận thức hiểu biết của bạn còn quá nông cạn. Một em bé mới đi học có nhận thức thôi, nhìn vào những việc làm của chị Nguyễn Phương Hằng thì những cháu này còn biết là cô Phương Hằng đang giúp đỡ người khác. Như vậy mà bạn không nhìn thấy được thì chắc có lẽ là bạn vốn không, tôn giáo không, trình độ không, hiểu biết không và nhận thức cũng không. Không biết như thế thì bạn thuộc tổ chức phản động nào, có tên là gì? Bạn nên nhớ trùm cúi người đứng phía sau chống lưng cho hội nhóm tổ chức của bạn đã nhập kho. Không biết bạn đã biết hay chưa, lúc chị Nguyễn Phương Hằng vướng vào vòng lao lý thì có hai tấm gương của hội nhóm của bạn, đó là luật sư Hằng Ni và luật sư Sĩ. Nhưng hội nhóm của bạn vẫn chưa cảnh tỉnh được. Thì sau khi chị Nguyễn Phương Hằng trở về thì những cái tên quen thuộc tiếp theo đó là Đinh Thị Lan và Võ Hoàng Yên. Bạn cũng có số thứ tự xếp ở phía sau. Bạn bình tĩnh, sẽ tới lượt bạn Hoàng Kim Dung. Mình tin chắc bạn khoảng nằm số 8, số 9 gì đó, không vượt quá số thứ tự số 10 đâu. Cho nên bạn cứ yên tâm, bình tĩnh. Tới giờ phút này mà bạn còn chưa nhận thức được những việc làm nào là tốt đẹp, những việc làm nào là vì nhân dân, vì xã hội, vì đất nước, thì cho thấy bạn chưa phải là người máu đỏ da vàng. Bạn Hoàng Kim Dung hãy chờ đợi mà xem kết quả.